Anh này là Nguyễn Tú Sinh, tài xế của cái xe đó. Thì tình trạng bệnh hiện tại bây giờ gãy cái xương đòn bên phải, chấn thương ngực. Xin hiệu nghĩa là bây giờ cấp cứu hiện tại rồi. Đầu đau nhiều không anh? Nên đến thăm xe sửa đấy. Cũng lúc là không may. Thấy cái xe mà lắc cái đít kia là mấy cái gương ra rồi. Lấy cái xe mà lắc cái đít đó. Đuổi đít xe mình là lấy lắc đít rồi. Lít gương lấy xe rồi xong rồi. Xong tới tắt 5 giờ, chưa tới 5 giờ. Nó xỉu hết rồi. Thì anh là nó đau quá, nó kẹt cái dính leo quá. Là mấy anh lấy xe ben váy. Chắc còn 15, 20 phút nó lấy ra rồi. Cái lúc mà người dân ra cứu mình còn biết không? Ờ, đã biết, sao đã biết. Lúc đấy tỉnh rồi. Ờ, nhưng mà không biết giờ chắc thì đau quá. Ừ. Mà có người ta nói phải là có mấy công an công an nói là nên ra hành trình quay lại là 5 giây. Mình có 5 giây.